ăn nhất. Thì tối hôm nay là còn thịt cốt lết cù nè của chú anh chị. Chị Dung đang ướp, chị họ ông xã Dung đang ướp nha. Đó rồi Dung làm mì xào. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Thì còn vài video mà mình ở trên nhà của chị họ ông xã Dung. Bây giờ Dung chia sẻ cho bà cô chú anh chị xem giải trí cho vui. Ở chiều thì mọi người đều tắm rửa hết rồi, cho nên là ai cũng mặc đồ ngủ hết. Đấy, kể cả chị họ của ông xã Dung cũng mặc đồ ngủ luôn. Tại vì mình ăn xong rồi là mình sẽ đi ngủ luôn. Mà bên Ý thì Dung thấy là ăn tối là trễ hơn, giống như bên Tây Ban Nha vậy đó cô chú anh chị. Chị họ Dung ăn là tầm 8 giờ 8 giờ rưỡi thì mới ăn tối. Còn bên Pháp thì Dung thấy đa phần mọi người là tầm 6 rưỡi 7 giờ là người ta ăn rồi. Đó, khi mà mình đi chơi thì mình tới nhà chị, mình ở nhờ rồi nên đồ ăn nấu nướng đồ này kia thì Dung tự làm hết. À, tại vì ở nhà chị cũng không có ăn cái gì nhiều, chị cũng mì, xì ý, spaghetti đồ này kia. Giờ là gom đồ đi giặt á. Grazie. Đi đâu có biết trời mưa vậy đâu. Mà Dung có áo lạnh ở trên á. Mà chị nói lấy áo chị mặc đi. Trời ơi, đi ngang cái mùa hoa nở cô chú anh chị. Mẹ con gì mà dị ứng gì giả may người chứ. Kinh khủng cái mùa dị ứng hoa. Cái pho. Hả? Hôm nay đi cầm ấm. Mình đi xào rau trước rồi Dung thêm một tí xíu nước tương. Ở nhà thì trong cái kệ bếp của chị họ ông xã Dung thì Dung thấy chị cũng có nước tương, nhưng mà ở bên này thì không có mua nước mắm, mà Dung thấy các siêu thị ở bên này không có bán đồ mì đồ này kia giống như bên Pháp, mì tôm đồ này kia đó cô chú anh chị, không Dung không thấy có bán. Chị ăn rau chín mềm nha cô chú anh chị, Dung thấy chị mua đậu que tươi á, mà chị luộc thì Dung thấy chị ăn nó chín mềm, cho nên là Dung xào rau, Dung xào chín mềm cho chị luôn. Cái này là thịt ăn tối ngày hôm qua, tối ngày hôm qua còn, cho nên là tôi Dung xào. Thịt còn thì mình cứ hâm lại thôi, mình không có phải bỏ. Tại vì chị rọt ra con gái của chị họ ông xã Dung thì đi làm ở trong công ty đó cô chú anh chị, cho nên là phải mang đồ ăn theo đó, cho nên là nấu thì còn ăn còn dư á, thì chị sẽ mang đi làm. Nhà của chị họ Dung cho thuê cái dạng cho khách du lịch vậy đó, một ngày hai ngày một tuần vậy đó, là giống như cái dạng homestay ở bên Việt Nam. Thì mà cực lắm cô chú anh chị, trời, giặt ga, giặt mền rồi dọn nhà đồ này kia nữa, cực lắm. Sáng phải dậy sớm chuẩn bị với khách ăn, cho khách ăn sáng, là ngày mà khách trả phòng á là phải lao dọn dẹp, mà đắt lắm cô chú anh chị ơi. Cứ ngồi lát là có người điện, ngồi lát là có người điện ha. Mà chị khách nào mà điện trực tiếp cho chị thì là cái giá nó khác trên booking. Còn booking thì cứ cộng thêm 22-30% đó cô chú anh chị, của chị là nó lấy 30%. Mà rồi thuế là mình phải tự khai nha, mà chị nói là cực lắm, rồi phải mướn một người để mà giúp mình khai thuế nữa. Chị Dung trộn salad. Mama, tu mets à côté de moi? Oui. Moi, non. Et il y a du grain, quoi. C'est buono, era tanto che non mangiavo l'agnello, buono. Uh-huh.
Ở bên Ý thì Dung thấy đa phần mọi người đều uống nước từ vòi hết thôi, mà bữa nước là Dung mua, bữa mà ăn thì có ngoài trời còn. Với lại Dung đi đâu là Dung cũng mua nước hết trơn á, con Dung nó không có uống được nước vòi. Ở Dung là nhà Dung đi thì Dung mua rất là nhiều thịt, thì qua mình ăn hết không hết thì còn lại của để lại cho chị họ ông xã Dung. Mà tủ đông nhà chị là bé lắm của chú anh chị ơi, cho nên phải đi gửi nhà hàng xóm. Con gái của chị họ cũng sẽ Dung đi làm á, thì buổi trưa á họ cho ăn cái dạng giống như sandwich rồi này kia, hoặc cái gì cơm cái gì ta cơm phần của chú anh chị, nên cháu đã ăn được mấy tháng đầu tiên thôi nhưng mà không có ăn nữa, tại vì một phần ăn buổi trưa là họ chỉ giới hạn có 1 euro thôi đó, thì cháu mới không có ăn ở trong đó mà đem cơm ở nhà. Thì chị họ cũng sẽ Dung nói là đem cơm ở nhà còn mắc dữ nữa, nhưng mà kệ gì cháu ăn ngon thì nên chị nói là chịu khó nấu cơm cho cháu đem theo. Còn cái tiền mà bữa ăn trưa thì mình không ăn thì người ta sẽ tính vào cuối tháng, đó là một tháng là được 33 euro của chú anh chị. Chị họ cũng sẽ Dung còn đang ăn thịt với salad cho nên là Dung mới lấy mì cho bọn nhỏ trước. Còn xương thì để lại cho mèo ăn nha cô chú anh chị. Đó, chị nuôi có 3 con mèo thôi nhưng mà có mèo hoang nó lại nó ở nữa, rồi cái thành ra là 6-7 con gì lận mà chị nuôi hết à. Mà con nào con nấy ú u luôn á, mà bên này thì không có cho ăn thức ăn, là đi kiểu như đem đồ ăn thừa đó cô chú anh chị. Ở dưới là làng có một cái bistro, không phải cái nhà hàng nha, giống như bán đồ ăn nhanh hay sao á đó, là người ta dọn bếp rồi này kia đó, là người ta còn cái người ta để lại, chị quen á thì chị đi xuống chị lấy về cho bọn mèo nó ăn. Cái ngày đi thì Dung đem một thùng đồ khô, có mì xào, có phở nữa. Mà phở thì mình mua không có được xương bò cho nên là Dung cũng không có làm luôn. Cái nó thôi còn mì thì mình xào mì. Ma intanto stiamo un po' diventato un po' giallo. Buono. Giorgio. Cái chỗ này của chị họ cũng sẽ Dung á, là nó bất tiện một cái là nó ở xa trung tâm thành phố và nó nằm ở trên đồi, nó có mình ơn hà, mà ở cái khu này thì nhà ai cũng có đất rất là rộng luôn. Mà chị kể có một cái trường hợp như vậy, thì một cái ông khách đó là ổng tới từ châu Phi, thì ổng tới đặt trên booking á, mà tới cái chỗ này thì ở đâu có sân bay đâu, mà chỉ có cái nhà ga thôi, sân bay là nằm ở Torino hay sao á, ở Milan gì đó. Thì ổng đi đáp sân bay xong bắt tàu đi qua thành phố này, cái đâu có xe đâu cô chú anh chị, đâu có thuê xe, cái mắc mượn chị vô họ ông xã Dung chạy lên tin ga tàu để rước ổng về đây, cái vô tới nhà cái ổng không chịu ở. Thì chị họ ông xã Dung nói trường hợp mà khách không ở thì mình trả lại tiền cho khách thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì ổng không có chịu ở, cái ổng đi bộ, mà từ chỗ mà chị họ Dung đi bộ ra đường cao tốc là rất 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 là xa luôn để mà đón được cái xe buýt nha. Đó thì ông chịu ở, ông đòi lên trung tâm thành phố mà đâu có bắt được xe buýt đâu cô chú anh chị đó. Chiều chị nói cũng chiều rồi, trễ cái chị mới lo lắng cái chạy xe theo, thì thấy ổng đứng đợi để đón xe buýt hoặc là có gian người ta đó,
ở bên này mình giơ ngón tay hả, ở ngoài đường vậy đó, là mình xin người ta đi đi nhờ đó. Đó thì chị nói là không có xe, không có bắt được xe. Thế là ông quay trở về nhà của chị họ xã Dung, ông ngủ 2 đêm. À, mà kêu giống chị họ xã Dung nói là làm mà giống như bên bảo tàng hay sao á, tới mỗi sáng đi làm là phải chị phải chạy lên đưa đi rồi rước về chị nói. Mà thôi kệ á, à, mà sau cái lần đó rồi cái khách người ta giới thiệu rất là nhiều người, cũng như người người ta làm bên khảo cổ rồi này kia, tại vì trong ST có một cái bảo tàng bên cá voi đó cô chú anh chị, đó là rất là nhiều người tới chỗ này, cho nên là chị nói là chị cho thuê cũng người ta đi công tác á, cũng ngủ 1-2 đêm mà chứ cũng không có ở là tuần. Chị nói chỗ này có gì đâu chơi, có gì đâu tham quan. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Còn một ít thịt cừu thì Dung chiên tiếp cho chị gần ra ngày mai chị mang đi làm. Chỉ là còn mì xào đó chị mang tao cho đi làm, chị thấy nha. Ăn mì rất là ngon mà hơi lạ miệng, nhưng cô chú anh chị bên này thì người ta ăn mì spaghetti á. Nên là cháu mang đi làm.